Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả các anh chị em thân mến, mỗi tháng chùa Giác Ngộ có lễ làm Phật tử một lần. Riêng tháng 9 dương lịch 2024 thì đêm nay là lần thứ hai cho lễ làm đệ tử Phật. Nhân duyên của lễ này đó là gia đình của anh Hiếu, Nguyễn Thanh Hiếu, là người đã làm một vài công trình hạng mục ở chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng, và cũng là người đang làm tòa nhà Phật tử ở chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu. Giác ngộ được chân lý Phật thông qua sự hướng dẫn của Phật tử Giác Thanh Nhã, cho nên các thành viên trong gia đình đều đạt được duyên lành để trở thành đệ tử Phật trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì còn có kỹ sư Phạm Quốc Hòa, người có tham gia vẽ thiết kế cho một vài hạng mục của chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng như ở Tích Lan, và anh Vũ Văn Thanh là người làm một cái nhà gỗ ở dưới Quan Âm Đông Hải Sóc Trăng, và cái tòa nhà thiền đường ở Bà Rịa Vũng Tàu. Sau thời gian làm các công trình cho chùa thì các anh em đã hội đủ duyên lành làm Phật tử. Trước khi lễ làm Phật tử diễn ra đó, thì thầy xin nhắn gửi một đôi điều cần biết. Thứ nhất, quy tâm bảo không phải là làm tu sĩ. Do vì là chữ Hán cho nên nhiều người ngộ nhận quy tâm bảo là đi làm tu sĩ, tức là làm tăng, làm ni trong chùa. Từ đó sợ không dám quy. Nghĩa đen của cụm từ này đó là quay về nương tựa ba ngôi báu. Và ẩn dụ ngôi báu để chỉ cho Đức Phật như là viên kim cương có chức năng chặt đứt tất cả các kim loại, nhưng không có kim loại nào có thể làm ảnh hưởng đến nó. Và kim cương được sánh ví như là Đức Phật, là Đức Phật được sánh ví như kim cương để nói về trí tuệ của Đức Phật khai sáng đạo Phật và truyền bá chân lý cho chúng ta đó, có khả năng kết thúc các nỗi khổ niềm đau. Ẩn dụ thứ hai đó là chân lý Phật, tức là lời Phật dạy được đúc kết thành kinh. Và hiện nay đó, chúng ta may mắn bảo tồn được khoảng 36.000 bài kinh. Thì từng bài kinh đó được hiểu như là toa thuốc trị liệu nỗi khổ niềm đau tinh thần. Bệnh về thể chất, chúng ta phải cần đến các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, hoặc đông y hoặc tây y hoặc bao gồm cả hai để trị liệu. Mà những nỗi khổ về tinh thần đó thì cần đến chân lý Phật để giải quyết. Cho nên đó, chân lý Phật được xem là viên ngọc quý. Thứ ba đó là nương tựa vào tăng đoàn, các vị xuất gia chân chính có lý tưởng phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi Phật pháp, hộ quốc an dân. Và chúng ta làm đệ tử của các vị xuất gia để học Phật, tu Phật, làm Phật sự và làm các thiện sự. Do đó sau khi chánh thức làm đệ tử Phật thông qua lễ quy tâm bảo thì các anh chị em vẫn tiếp tục là cư sĩ. Vì là cư sĩ cho nên mình được quyền lập gia đình, có vợ, có chồng, có con cháu,
rồi có lập nghiệp, có giàu sang, có sự hưởng phúc. Và thậm chí là sau khi Phật tử rồi đó thì chúng ta có thể là giàu hơn do mình thông minh hơn và mình thấy được giá trị cuộc sống, cho nên mình đóng góp nhiều cho người thân và cho cuộc đời hơn. Điều thứ hai, cần làm gì sau khi trở thành đệ tử Phật? Trong xã hội hiện đại đó thì ai cũng bận, nhưng mà bận nhiều nhất vẫn là thời gian chúng ta dành cho giải trí nghe nhìn và các mạng xã hội và tin tức báo chí. Kể từ khi làm đệ tử Phật đó, thì theo lời Phật dạy, các anh chị em có trách nhiệm thứ nhất chăm sóc người thân, bắt đầu từ cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu kính, nhớ công ơn sanh thành, nghĩ dưỡng dục, để chúng ta làm cho cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi có đứa con trai, con gái như mình. Trách nhiệm thứ hai đó là chúng ta chăm sóc người thân của mình. Nếu may mắn còn ông bà, dù ngoài hiếu kính cha mẹ, chúng ta phải lo cho ông bà. Rồi lập gia đình đó, thì chúng ta phải chăm sóc vợ con hay chồng con. Chúng ta có trách nhiệm đối với các anh chị em, để làm các nghĩa vụ và trách nhiệm cao quý với tư cách là người có cùng huyết thống ở trong một gia đình hay là trong một họ tộc. Trách nhiệm thứ ba đó là lập nghiệp chân chính, tức là thà chậm già một chút, thậm chí có thể là ít già một chút. Cái sự lập nghiệp chúng ta là phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo đức Phật dạy, để khi nằm xuống chúng ta có thể có giấc ngủ nhẹ nhàng và an lành, không có căng thẳng lo lắng sợ hãi bất an. Vì bản chất của cuộc sống là để trải nghiệm hạnh phúc, còn các tiện ích đó, nó chỉ là công cụ và phương tiện thôi. Biết sử dụng thì chúng phục vụ chúng ta, còn sử dụng sai mục đích đó, chúng ta trở thành kẻ nô lệ của chúng, và cái đó tạo ra khổ. Cho nên lập nghiệp chân chính, mình có sự hiểu biết Phật pháp, tâm được mở mang, trí hiểu biết rộng, thì cái lập nghiệp đó ngày càng thành công hơn, có giá trị hơn, dĩ nhiên nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta trở nên giàu hơn, và đó là phần thưởng xứng đáng. Trách nhiệm thứ tư, thực tập Phật pháp. Phật pháp được xem là nguồn chân lý, cho nên có thực tập thì có kết quả. Còn việc chúng ta chưa từng phạm pháp không có nghĩa là chúng ta đã đạt được hạnh phúc rồi. Không phạm pháp thì không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Còn thực tập Phật pháp nó làm cho bản thân mình tăng giá trị hơn, trở nên hữu ích hơn. Rồi do đó mỗi ngày đó cố gắng dành ra khoảng 15 phút thực tập thiền ở nơi mình làm việc. Tức là khi làm việc 2-3 tiếng, mình dành ra vài 3 phút hít thở thiền, chánh niệm, hít vào thật sâu, rồi đếm hơi thở ra vào, hơi dài, biết dài, hơi ngắn, biết ngắn, tập trung lên hơi thở, quên hết tất tần thật mọi thứ. Thì chỉ trong vòng 8 phút, cứ 2 tiếng chúng ta thực tập một lần, hoặc là 3 tiếng thực tập một lần, vào buổi sáng, và một lần vào buổi chiều, thì tinh thần của mình đó được phục hồi rất là nhanh. Các căng thẳng do suy nghĩ công việc làm đó, nó được tan biến, bởi vì oxy đó làm kích thích neuro thần kinh, tư dụng máu và giúp cho chúng ta thư thái tinh thần, cởi trói tâm rất là nhanh. Cho nên phải tạo thành thói quen thực tập thiền, rồi mỗi ngày nên dành ra 20-30 phút để đọc kinh Phật. Thì quyển thầy tặng đó là kinh Phật cho người tại gia đó có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết học ứng dụng, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và cuối cùng là các kinh về tịnh độ.
Khi đọc các bài kinh đó đó, thì các anh chị em sẽ thay đổi nhận thức hoàn toàn về Đức Phật và Đạo Phật. Còn các nghi thức đọc tụng tại các chùa đó, phần lớn là âm Hán Việt. Tăng ni không học chữ Hán, đọc lên cũng không hiểu. Nói chi là các Phật tử tại gia. Về nội dung đó, thì các nghi thức đó đó, chủ yếu là cầu an, cầu siêu cho người già, người bệnh, người hấp hối, người chết, người có tội, người có lỗi thôi. Còn các bài kinh về xã hội, gia đình vốn rất cần thiết cho người tại gia đó, thì bị bỏ quên trong các nghi thức đọc tụng từ trước đến giờ. Cho nên từ năm 2013, khi soạn quyển Kinh Phật Cơ Tại Gia, và trước đó năm 1992, lúc mới làm chủ trì chùa Giác Ngộ này, thầy đã biên soạn quyển Kinh Tụng Hằng Ngày gồm có 49 bài kinh. Tổng hợp hai nghi thức này lại đó, trừ đi những bài kinh trùng lắp, thì chúng ta có khoảng hơn 80 bài kinh. Và nếu mình đọc được cả hai nghi thức này đó, thì từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, rồi Phật giáo và gia đình, rồi Phật giáo và cuộc sống, Phật giáo và kinh tế, hầu như vấn đề nào trong số đó cũng được Đức Phật chạm đến, hướng dẫn rất là ngắn gọn, chính xác, sâu sắc. Cho nên thầy khuyên các anh chị em dành thời gian một tuần đến chùa một lần vào ngày cuối tuần, khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng. Còn ở nhà đó thì dành thời gian nào cố định để mình đọc 20 phút, 30 phút. Thực ra mỗi ngày mình xem điện thoại thông minh 5-6 tiếng là chuyện bình thường. Thậm chí có nhiều người nhiều hơn thế. Rồi mình không có tiếc thời giờ vì mình không để ý. Còn đọc kinh thì lúc đầu có thể một vài khái niệm, thuật ngữ, thành ngữ mình chưa quen, khó hiểu, chưa khó đọc thêm. Bắt đầu từ những bài kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, thì đọc vô không cần giải thích ai cũng hiểu được hết. Chúng ta mới thấy là Đức Phật dạy rất là rõ mọi thứ. Về phần cuối cùng đó, đó là sống đời hạnh phúc và có giá trị. Thì để làm công việc này đó, thì các anh chị em Phật tử đó phải làm ba việc. Đó là tu Phật, làm Phật sự và làm thiện sự. Tu Phật đó thì mình tham dự các chương trình tu học tại chùa vào ngày cuối tuần, không có mất thời giờ bao nhiêu. Còn học Phật đó thì chúng ta có thể tự học. Quý vị có thể lên Google gõ tên của thầy Thích Nhật Từ, đánh cái chủ đề gì đó mình muốn tìm hiểu, thì có khoảng 5.000 bài giảng về phần lớn các chủ đề mà các anh chị em quan tâm và cần tìm hiểu để biết về Phật giáo và về ứng dụng đạo Phật. Còn làm Phật sự đó thì có nghĩa là chúng ta tham gia vào ở vai trò hoặc lãnh đạo hoặc là thành viên rồi các chương trình Phật sự của chùa. Như mấy anh chị lãnh đạo đang ngồi tại đây, chị tên Nhã, anh Viên Phúc, vân vân, đó là làm ở vai trò lãnh đạo, thì chúng ta sẽ đóng góp. Ai có chất xám thì đóng góp chất xám, ai có thời gian đóng góp thời gian, ai có tịnh tài thì đóng góp tịnh tài, để cho các Phật sự nhập thế nhằm phụng sự nhân sinh đó, đã được lệ lạc cho nhiều người. Và nói về phương diện nhân quả đó, khi mình nói nôm na là mình làm Phật sự cho chùa A, cho thầy B, cho sư cô C, thực ra mình đang làm phúc cho chính mình. Và làm phúc cho chính mình đó là làm cho mình trở nên có giá trị. Vì tất cả chúng ta rồi ai cũng phải chết. Chết thọ, chết yểu, chết thượng thọ, chết khỏe mạnh, chết bệnh tật, chết tỉnh táo hay là chết thần kinh thực vật, đều là cái chết.
Cho nên gắn kết để làm Phật sự trong chùa thì giá trị đó nó lớn lắm, để phục vụ cho nhiều người. Thì ngoài ra Đức Phật còn khuyên làm các thiện sự. Thực ra về bản chất đó, Phật sự là các thiện sự cao cấp, còn thiện sự là các việc lành mang tính phổ thông. Thì có nhiều chùa vừa Phật sự và vừa có thiện sự. Thiện sự được gồm có các việc an sinh xã hội, như ngày 19-20 tháng 9 2024, tức là cách đây 2 hôm, thì đoàn thiện nguyện Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ đi cứu trợ bão lũ ở tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Tổng chi phí của việc cứu trợ 2 ngày đó là 1 tỷ 250 mấy triệu đồng Việt Nam. Riêng ở Lào Cai đó thì cứu trợ 4 địa điểm, tổng chi phí là 653 triệu. Ở Yên Bái đó thì tổng chi phí là 565 triệu. Thì cứu ích lòng nhiều, phải xoa dịu nỗi đau của những người kém may mắn bị chết ở trong cơn bão lũ, bị mất nhà trong cơn bão lũ. Tổng thiệt hại lên tới 1 tỷ 60 kim, tức là 45.000 tỷ đồng Việt Nam. 300 mấy chục người chết. Hiện nay vẫn còn đó một số người bị mất tích, tức là không tìm được thi thể. Tổn thất nhà lên đến 200 mấy chục ngàn ngôi nhà. Về tổn thất trường học đó, là 1.300 trường. Tổn thất về nông nghiệp, hoa màu, rồi ngành thủy hải sản, chăn nuôi là không thể tính kể. Bão đi ngang qua chưa có 5 tiếng đồng hồ mà để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Như vậy là khi mình tham gia cái chương trình đó, đó nó vừa có Phật sự và vừa có thiện sự. Phật sự đó là mình chia sẻ các nỗi đau để những người nạn nhân đó người ta về đi và tái hội nhập cuộc sống, khép lại cái ám ảnh của việc chứng kiến người thân mình chết. Để chúng ta tụng thời kinh an ủi họ, đó là Phật sự. Còn thiện sự đó là mình tham gia đóng góp tịnh tài, công sức, thời gian, cùng đi cùng trao, đó là việc làm lành. Nên có nhiều cái chương trình đó, nó bao gồm vừa Phật sự và vừa thiện sự. Có những chương trình chỉ đơn thuần là Phật sự, có những chương trình đơn thuần là thiện sự. Dầu Phật sự hay thiện sự thì việc chúng ta tham gia vào đó, mình hiểu chung đó là đang làm phước cho đời, tức là làm cho mình có giá trị, trở nên hữu ích. Và các phước báo đó, đó chúng ta chính là người sẽ đón nhận nó một cách rất là xứng đáng. Vậy đó là cái trách nhiệm tinh thần, không có bắt buộc. Nhưng mà người càng hiểu Phật pháp sâu thì ta xem các chuyện Phật sự và thiện sự như là một phần cuộc sống của mình. Cho nên là cố gắng quản trị thời gian thông minh hơn để tham gia. Còn mấy anh chị em lãnh đạo hoạt động thiện nguyện Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ đó, không chỉ là tham gia lãnh đạo, đóng góp công sức và chất xám, mà còn đóng góp luôn cả tịnh tài để cho đi. Cho đi tức là cách mà chúng ta để lại di sản tinh thần cho đời, nó còn hoài, không có mất. Thì đó là những cái trách nhiệm khi đã trở thành Phật tử tại gia. Thì chúng ta sẽ làm quen và từ từ quản trị thời gian khéo léo hơn để mình dành thời giờ tham gia. Thỉnh thoảng tham gia 1 chuyến đi, sau đó 2 chuyến đi, sau đó 3 chuyến đi. Tham gia Phật sự A rồi có mặt ở Phật sự B. Thì thực ra thì trong thời gian qua các chị em cũng đã gắn kết ở Phật sự này, Phật sự đó, thiện sự này, thiện sự kia đó. Nhưng mà nó chưa có điều đặn đâu, nó chưa có trở thành như là một thói quen văn hóa. Và khi mình làm thành một thói quen rồi đó, mỗi khi có một Phật sư và thiện sư nào đó đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc lắm, được đóng góp. Thì dĩ nhiên xã hội loài người thì luôn luôn có những người có bệnh ganh tị, ghét bỏ, rồi xấu xa, tiểu nhân, ích kỷ,
phá hoại, phá đám, gây sự, vu cáo, xuyên tạc, nói thị phi, nó làm cho mình cũng mệt mỏi. Nhưng mà rồi đó, không làm gì thì cũng có những cái chuyện mệt mỏi khác. Cho nên chúng ta phải vượt lên trên những lời đó để mình xác định rõ giá trị của kiếp người đó là làm những việc hữu ích. Ngoài cái việc chúng ta làm công cho nhà nước hay là làm dịch vụ công hay dịch vụ tư nhân, với bất cứ một loại hình là kinh doanh hay kinh tế nào, thì chúng ta cũng đang đã và tiếp tục đóng góp cho đời. Nhưng ngoài những cái công việc đó ra, mình tham gia Phật sự thiện sự đó, thì ý nghĩa đó là sự tình nguyện, đó là sự dấn thân. Có ý nghĩa mình hoan hỷ nhiều hơn là mình làm để mình đánh đổi cái tiền lương, như là cái công việc được trả lương. Và đó là một vài ý mà thầy nêu ra để các anh chị em thấy việc làm Phật tử rất là đơn giản, không có gì là khó, và nó làm cho mình cảm thấy hãnh diện hơn vì được làm đệ tử của Đức Phật. Thì trong mỗi gia đình có người thì may mắn trở thành đệ tử trước của Đức Phật, có người trở thành đệ tử sau của Đức Phật. Còn là hôm nay đó thì cả gia đình anh Hiếu, rồi anh Thanh và anh Hòa thì có được duyên lành cùng làm đệ tử Phật trong cùng một ngày, lần thứ hai của tháng 9. Thì thầy chúc lành đến tất cả các anh chị em. Và sau đây thì các anh chị em hãy chắp tay như búp sen hướng về Đức Phật để bắt đầu cho lễ làm Phật tử chính thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, vườn tuệ chiên đàn quyền kết nên, dây đất vót thành hình núi thẳm, lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. Giờ này tất cả đệ tử thiện nam tín nữ, nguyện thiên phúc, nguyện đăng minh, nguyện phương thảo, nguyện bảo phương võ bảo khang, nguyện gia bảo phạm quốc hòa, vũ văn thanh, nguyện thanh hiếu, nguyện thị thanh nga, nguyện thu vân, nguyện thị kim hạnh, nguyện thị kim cúc, nguyện thị kim hường, nguyện thị thanh loan, nguyện tú quyên, nguyện ngọc tư và nguyện dân tư. Hồi đủ duyên lành từ nay cho đến trọn đời, kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con. Kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn trí tuệ khép lại nỗi khổ niềm đau. Kính là nhận tăng đoàn làm thầy, tập thể các bậc chân sư, hướng dẫn chúng con học Phật, tu Phật và làm Phật sự thiện sự. Xin hồi hướng công đức này, quyền tất cả các thiện nam tín nữ nêu trên, thân khỏe tâm an hưởng năm phúc lành, sở quyền tùy tâm kiết tường như ý. Xuân đa các khánh, hà bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bá phúc. Nam mô tâm hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời cùng lật trang số 4, quyển Kinh Phật Tăng Bản, và cùng đọc tụng theo các thầy. Phật là đấng giác ngộ minh độ người thoát cõi từ sinh bao đời, từ bi trí tuệ tràn ngời là thầy
ba cõi trời người xưa nay chi tâm tấn ca đừng vần ba đời thường trú trong mười phương một sáng. Pháp là phương thuốc diệu thấy chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Đành lễ tăng ca tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biên đề huyền mộng gia từ ra đi tâm nhuận trí tuệ từ bi đồ đề thoát khỏi tham si khổ sầu chí tâm đành lễ tăng cả hiền thánh tăng ba đời chú trong mười phương. Mời lật trang 57. Bài kinh có tựa đề là Kinh Người Áo Trắng. Áo trắng là văn hóa y phục được Đức Phật quy định cho các Phật tử tại gia tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, và nay vẫn còn thịnh hành ở các nước Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Khi sang Việt Nam đó, thì màu áo trắng đó đổi lại thành màu áo lam. Khi sang Trung Quốc đó, thì màu áo trắng đó trở thành là màu đen. Khi sang Hàn Quốc đó, thì trở thành cũng màu lam. Thì mỗi quốc gia đại thừa giàu có thay đổi, nhưng sắc màu đó là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Và trong bài kinh này đó, Đức Phật nói về năm điều đạo đức. Đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình, xã hội, quốc gia và ba ngôi tâm linh, cũng như là đời sống có giá trị. Và đó là cái cốt lõi của việc chúng ta làm đệ tử Phật. Cho nên khi đọc kinh bài này đó, thì các anh chị em tập trung cao để thấy rõ được giá trị của sự quy y Tam Bảo trong ngày hôm nay. Mời tất cả cùng đọc theo tăng đoàn. Kinh Người Áo Trắng, tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên cho cấm cô độc thái tử Kỳ Đà Phật Thâm Hiên cũng vào sáng hôm nọ. Ông cấm cô độc cùng với 500 cư sĩ thôn thành viên thăm đánh lề. Ngài Xá Lợi Phất rồi ngồi một bên. Ngài Xá Lợi Phất dùng nhiều phương tiện thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ mang lại niềm vui và sự khác ngưỡng đối với Tam Bảo và sự thần tâm con đường chuyển hóa. Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn tất cả đến viếng Đức Phật đô thành Nam Vong đảnh lễ chẳng mười rồi ngồi một bên hít thở chánh niệm thế tôn ăn cần dạy bảo mọi người những điều cốt lõi mà người tại gia cần siêng thương hành để được an vui. Này các đệ tử, nếu người áo trắng sống đời thanh cao giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức tu tầm đầy đủ bốn tâm cao thượng có thể đạt được một cách dễ dàng phước và hạnh phúc ở trong hiện tại và biết chắc rằng không còn rơi rớt trong các nẻo ác địa ngục ngạ quỷ và loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng thời người ấy đã
đường chẳng chắn vừa vào dòng thanh ở quá thứ nhân đạo đức thứ nhân đệ tử áo trắng quyết tâm xa ly mọi sự diễn hại buông bỏ vũ khí chạm dứt bao động tu tâm từ bi thương xót mọi loài bảo vệ thiên nhiên biển sông hồ thẹn lương tâm trong sáng nhờ thân tập này đệ tử áo trắng nhỏ tận gốc rễ tâm niệm giết hại sống trong hạnh phúc và sự an vui đạo đức thứ hai đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp tôn trọng sở hữu hợp pháp của người nhân vì không cho thì không được lấy vui thích bồ thí cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ lúc bồ thí thì không cầu đền đám nhờ thương tâm này đệ tử áo trắng không bị tâm lý tham lam bòn xén kêu kiện chia lắm sống trong liền kiếm vào lòng vị tha đạo đứng thứ ba đệ tử áo trắng quyết tâm xa ly tà dâm ngôi tình sống hạnh chung thủy bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ hoặc cả cha mẹ hoặc anh chị em hoặc bên suối gia hoặc người đồng tính hoặc vợ chồng con của người và người cả kẻ cuộn dâm bạo lực gia đình hoặc kẻ bán phân nhờ đựng tâm này để tự áo trắng không bị tâm lý hướng thù tâm kém là mất hạnh phúc đã đứng tứ tư đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa những lời dối gạt chấm dứt nói lao tuyên bố sơ thần không nói chi trẻ nói lời xây dựng không nói thua tục nói lời lịch sự không nói tăng ngẫu nói lời lời lạc nhờ thượng tâm này đệ tử áo trắng an trụ chánh niệm đáng được tình chạy uy tín tăng trường đạo đức thứ năm đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa rượu và ma túy các chất gây say chấm dứt thói quen hưởng thụ động tố không tham gia vào sản xuất buôn bán các động tố này nhờ thượng tâm này đệ tử áo trắng giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương. Này căn đệ tử làm người áo trắng sống đời tại gia hãy cố gắng giữ năm điều đạo đức vừa được tuyên tuyên để sống hạnh phúc với nhiều phương báo trong đời hiện tại và đời tương lai. Này căn đệ tử hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn tâm cao thượng trong đời hiện tại này một cách dễ dàng với nhiều giá trị. Tâm cao thượng một đệ tử áo trắng quan niệm Như Lai là bậc giác ngộ không còn dính mắc bậc minh hạnh túc là bậc tiên đề bậc đế gian giải bậc vô thượng sĩ điều ngự trường phu là thiên nhân sư là vẫn thế tôn nhờ quán niệm này vọng tâm dùng niệm thấy đều tiêu diệt không còn yếu tố bất thiện huệ nhiễm sao có lo âu ảnh hưởng chi phối nhờ quán tưởng Phật tâm được lắng trong đạt ăn vui lớn. Tâm cao thượng hai đệ tử áo trắng quán niệm chánh pháp được Phật giảng dạy tay tình về hiểu có khả năng lớn đưa đến giải thoát mọi sự khổ đau và căn phiền não tâm được thư thái không bị nồng bất an vui lâu dài. Tâm cao thượng ba đệ tử áo trắng quán niệm tăng đoàn cổ đức Như Lai đi trên nẻo thiện thánh thiện tham nhánh hướng theo giáo pháp thường tập giáo pháp sống đúng giáo pháp có vị đã chứng quả a la hán quả a na hàm quả tư đà hàm quả tu đà hoàn hoặc đang trên đường đà ca quả ấy tăng đoàn gồm đủ bốn đôi tam bờ thành tựu đạo đức thiền định trí huệ giải thoát cũng như trí kiến giải thoát thánh chung như thế đáng được tôn kính phụng sự cúng dường là ruộng phước tốt cho đời gieo trồng. Tâm cao thượng bốn đệ tử áo trắng quan niệm giới luật đường Phật giảng dạy không có khuyên điểm không bị tỳ vấn không bị nhớ ế có khả năng lớn bảo hộ đạo đức giúp người giữ giới an trú vững chãi trong cảnh giới Phật giới này thanh cao vốn được hiện trí khen ngợi tiếp nhận thực tập truyền bá. Này các đệ tử nên ghi nhớ rằng đệ tử áo trắng khi từ tâm được bốn tâm cao thượng một cánh trọn vẹn là đã chấm dứt các nẻo xấu không còn đọa lạc địa
địa ngục ngạ quỷ và loài súng sanh hương đến chân đắc quả thu đà hoàng ấy trong hiện tại người thế thử ấy đi về nẻo gia chuyển hóa phiền não thanh tịnh thân tâm qua lại tôi đã bảy lần sinh từ trong cõi trời người là có thể đáng giác ngộ giải thoát không còn khổ đau siêu khi tuyên thuyết năm điều đạo đứng bốn tâm cao thượng thế tôn ăn cần trọng tuyên tâm tất bằng một bài kệ dễ hiểu sau đây người tại gia sáng suốt sờ căn cảnh giới xấu xuyên thực tập chính pháp chuyển hóa mọi khổ đau giữ năm điều đạo đứng không giết hại sự sống chăng thà không trộm cắp chung thể trong hôn nhân không nói lời tốn hại không rượu hòa ma túy người đệ tử áo trắng thường thơ tập niệm và thường thơ tập niệm pháp thường thơ tập niệm tăng thường quan niệm đạo đức nhờ đó tâm thành nơi người đệ tử áo trắng hoan hỷ với bồ thí gieo trồng phước hiện tiền kéo từ tập chính niệm giác ngộ và giải thoát hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng một màu không có đốm du bò màu sắc gì hoặc sung sứ từ đâu giá trị thật của bò là ở xứng chuyên chớ là con bò hữu dụng phải có xứng khỏe mạnh kéo xe chuyên chớ nhiều giúp chỗ trong công việc dù xuất thân thế nào già trẻ hay nam nữ vua chúa hay tướng gia tu sĩ hay thường dân bất kỳ ai giữ giới sống trong già đứng đang trở thành người đạo đức kéo vượt khổ thành nơi đạt được sự giác ngộ cũng dường người như vậy sẽ được phước đứng lớn như lai không phân biệt giải cấm và nguồn gốc kẻ không có tài đức không lợi lạc cho ai cũng dường người như thế không có giá trị nhiều và tớ xin tu huệ tâm hướng về phần pháp căn lành luôn tăng trưởng nghiêng đời được hạnh phúc khi chính tái sanh lành qua lại trong trời người nhiều nhất là bảy lần tiếp tục tu nhân lành đạt niết bàn giải thoát nghe Phật dạy xong ngày xa lợi Phật cấp cô đồng và 500 cư sĩ cảm thấy hân hoan phát nguyện làm theo những điều Phật dạy đồng thời phát nguyện truyền bá lời Phật đem lại lời lạc cho khắp mọi người Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tất cả các anh chị em mà chắp tay như búp sen ở trước ngực lập nguyên danh lời của thầy để phát nguyện nhận Đức Phật nhận chân lý Phật nhận tăng đoàn Phật làm thầy đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời kính nhận Đức Phật làm thầy người đưa đường chỉ lối cho con hướng đến hạnh phúc và an vui xin Phật chứng minh cho chúng con một sáng đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời kính nhận chân lý Phật làm thầy nguồn trí tuệ và từ bi giúp con kết thúc khổ đau xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy tập thể các bậc chân sư hướng dẫn chúng con học Phật tu Phật và làm các Phật sự
xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết hại, nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau. Con tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài Phật, giữ gìn môi trường. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là giữ điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp, nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau. Con từ bỏ chúng, những gì không cho thì không được lấy. Con học hạnh chia sẻ, giúp người khốn khó vượt qua khó khăn. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là giữ điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình, nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau. Con chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là giữ điều đạo đức thứ tư, không được dối gạt, nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau. Con nói những lời sự thật, lời hòa hợp và đoàn kết, lời văn hóa và lịch sự, lời có ích và giá trị. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là giữ điều đạo đức thứ năm, không sử dụng ma túy, không uống rượu gây say. Nhận thức được rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau. Con từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Xin Phật chứng minh cho chúng con.
Theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật đó, bất kỳ ai từ 3 tuổi trở lên tự mình lập lệ quyên văn hoặc là tự nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì từ thời điểm đó trở đi đã chính thức là Phật tử. Thì thay mặt Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, Thầy chúc mừng các anh chị em đã chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng Phật giáo Thế giới và thành viên của Cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Hãy dâng cao tràng vỗ tay để tán dương chung. Kính mời mở kinh trang 160 và cùng đọc tụng. Trầm hương sông ngạc điện xiên nở Phật hiện thắng Pháp giới thành thanh tịnh chúng sanh lắng nghiệp tràng đệ tử tâm thành hướng về tam bảo Phật là thầy chỉ đạo bậc tinh thần vẹn toàn tốt đốn trang trí và bi viên mạng Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức tăng đoàn là thế đẹp cũng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời đệ tử thương nhớ tam bảo trên con đường đạo biết tam bảo của tự tâm nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọn quý nguyện theo hơi thở nụ cười tươi nguyện học nhận cuộc đời bằng con mắt quang chiếu nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài tập từ bi hành hỷ xả sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ đệ tử nguyện sống đời thiếu dục để sống lành mạnh an hòa cho thân thế kiện khương nguyện rũ bỏ âu lo học tha thứ bao dung nguyện ơn sau đền báo ơn cha mẹ ơn thầy ơn bè bạn chúng sinh nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi tri nở hoa mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài vượt ra ngoài cõi khổ xin nguyện Phật pháp tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện lập trang 168 tôn kính tu tâm phước tăng xin đem hồi hướng xa gần khắp nơi nguyện cho tất cả trời người điêu vào cõi Phật sáng ngời chân tâm nguyện chờ ba chướng trầm luân sống trong trí tuệ tinh tấn cõi lòng nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn nói theo Bồ Tát làm trọn tâm gương nguyện sanh cõi tình Tây Phương mẹ cha chính phạm xiên vàng điều danh hoa cười chứng ngộ vô sanh cung hàng Bồ Tát đồng hành tâm linh nguyện đem công đức tạo thành hướng về tất cả chúng sanh
sanh mọi loài, rải ban hạnh phúc muôn nơi, giúp người giác ngộ ăn vui đau màu. Lập trang 171. Con xin nương tựa Phật bừng phương tri viên thành, cầu tất cả chúng sanh gia ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa Pháp nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin đường tựa tăng đoàn đời sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Lễ làm đệ tử Phật đến đây đã xong. Thì sau khi làm đệ tử Phật đó, thì theo truyền thống văn hóa của đạo Phật, mỗi người sẽ có thêm một tên gọi mới, gọi là pháp danh. Pháp danh có nghĩa là tên ở trong đạo Phật. Thì khi đến chùa, chúng ta sẽ sử dụng pháp danh thay cho thế danh, là tên mà chúng ta sử dụng cho các mục đích pháp lý, dân sự và gia đình. Các pháp danh tại chùa Giác Ngộ á, thì được đặt theo cách người nam bắt đầu bằng chữ ngộ, người nữ bắt đầu bằng chữ giác, ráp lại là Giác Ngộ. Giác Ngộ là tông chỉ của đạo Phật, có nghĩa đen đó là tỉnh thức hay là sáng suốt. Ngoài cái chữ giác và chữ ngộ đi đầu đó, thì mỗi người còn có hai chữ, đó là chữ lót và cái tên. Ráp lại thì mỗi người có pháp danh là ba chữ. Ở mặt sau của phái quy y đó có giải thích pháp danh của từng người rất là rõ, và có một vài cái hướng dẫn. Còn ở mặt trước đó, thì nhắc lại việc chúng ta làm đệ tử của Phật Pháp Tăng, năm điều đạo đức Phật dạy, cũng như là lời Phật dạy căn bản trong kinh Pháp Cú 183, để nhắc nhở là mình đã là Phật tử rồi. Ông Nguyễn Văn Tư pháp danh là Ngộ Chân Tâm. Chân có nghĩa là chân chính, tâm là tấm lòng chân chính. Nguyễn Thị Ngọc pháp danh là Giác Viên Mãn. Viên mãn là tròn đầy, trọn vẹn, cái gì nó cũng đầy đủ các phương diện, các yếu tố. Nguyễn Thanh Hiếu pháp danh là Ngộ Chân Hiền, tức là hiền hòa, chân thật. Nguyễn Thị Kim Cúc pháp danh là Giác Viên Lạc, tức là an lạc và viên mãn. Nguyễn Thị Thanh Nga pháp danh là Giác Viên Nguyên. Nguyên á là nguồn gốc, viên á là tròn đầy, tức là nguồn gốc, viên mãn tròn đầy. Nguyễn Thị Kim Hường pháp danh là Ngộ Viên Cát. Cát tức là lâu đài, tượng trưng cho sự giàu có, giàu có một cách trọn vẹn. Nguyễn Thị Thanh Loan pháp danh là Giác Viên Kim. Kim đó là vàng, là có tính cách biết quý trọng mọi người như là vàng, và mình có giá trị như là vàng. Nguyễn Tú Quyên pháp danh là Giác Viên Trúc. Trúc đây tức là những quyền ước, là luôn luôn được thành tựu. Nguyễn Thu Văn pháp danh là Giác Viên Như. Như tức là nó tức là tính chân thật, tròn đầy. Nguyễn Gia Bảo pháp danh là Ngộ Chân Thạnh. Thạnh đó là thịnh vượng, chân đó là chân thật. Nguyễn Bảo Phương pháp danh là Giác Tuệ Hạnh. Hạnh là phẩm chất cao quý, tuệ là trí tuệ. Nguyễn Phương Thảo pháp danh là Giác Hải Hiếu, có tấm lòng mà là hiếu thảo, giống như là biển khơi. Nguyên Đăng Minh pháp danh là Ngộ Chân Trường, tức là bền vững và thường còn,
giá trị chân thật. Võ Bảo Khang pháp danh là Ngộ Chân Thịnh, chữ Thịnh với chữ Thạnh là giống nhau ha. Thịnh đó là thịnh vượng. Nguyễn Thiên Phúc pháp danh là Ngộ Chân An, chân là chân thật, an đó là an lạc. Phạm Quốc Hòa pháp danh là Ngộ Trí Hòa, tức là giữ nguyên cái tên vì tên đẹp đẹp, và tăng cường thêm phẩm chất là trí tuệ. Vũ Văn Thanh pháp danh là Ngộ Trí Thanh, tức là cũng giữ nguyên cái tên vì thanh đây là thanh tịnh, trong sáng, và tăng cường thêm trí tuệ nữa là mọi thứ thành công. Nguyễn Thị Kim Hạnh pháp danh là Giác Hạnh Bình. Bình đó là cái trạng thái đó là cân bằng, gọi là an bình. Hạnh đây là phẩm hạnh, phẩm chất. Thì đó là một vài pháp danh thầy nêu đọc ra, còn lại thêm một số khác thì ở mặt sau á, quý vị có thể mở ra là thấy được cái giải thích nghĩa pháp danh của mình nha. Thì trước khi kết thúc á, thì thầy xin nhắc một điều thôi. Đó là kể từ khi là đệ tử Phật rồi đó, thì các anh chị em chịu khó đọc kinh nha, cái quyển Kinh Phật Người Tại Gia. Rồi cũng cần quản trị thời gian để về chùa tu học vào ngày Chủ Nhật, hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều. Còn đối với người mà có con nhỏ từ 3 tuổi đến 13 tuổi đó, thì cho các cháu sinh hoạt vào chiều thứ Bảy. Ở chùa thì có khoảng 400 đến 500 cháu tùy theo tuần lễ. Thì các cháu được học kỹ năng sống, giá trị sống, rồi học tinh thần tự lực, tính kỷ luật, tính tự giác, tính tự lập, tính hiếu thảo, tính dấn thân, tính năng động. Các cháu sẽ có được những thói quen tích cực ở đầu đời. Thì về sau này đó thì ở nhà mình giáo dục nó cũng dễ, mà lớn lên đó thì các cháu trở thành những người cao quý. Đó là lý do mà các cháu được cha mẹ dẫn đến chùa sinh hoạt rất là đều đặn. Và chùa Giác Ngộ là nơi duy nhất tại Việt Nam trong hệ thống các chùa đó có sinh hoạt cho mầm non và thiếu nhi hàng tuần. Chùa Hồng Pháp thì mỗi tháng một lần. Cho nên các anh chị em 1:35 chiều thứ Bảy đó, dẫn các cháu tới, nhận cái mã số, rồi 4:30 quay lại đó, mình đưa cái mã số đó rồi mình dẫn con mình về, để tránh tình trạng bắt cóc hay là bị thất lạc đó. Nó rất an toàn. Rồi sinh hoạt 3 tiếng thì giữa chừng thì các cháu được uống sữa, ăn bánh miễn phí, được học các kỹ năng còn được miễn phí nữa, các cháu có thêm bạn bè mới. Cố gắng đưa các cháu đến sinh hoạt tu học.